Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình hôm nay, ngày 2 tháng 3 năm 2019 của Đài truyền thanh truyền huyện Chư Giút, mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục giải đáp và tuyên truyền pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2019. Huyện Chư Giút tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Huyện Chư Giút triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo. Phần cuối chương trình là phóng sự phong trào văn hóa văn nghệ ở hội người cao tuổi huyện Chư Giút. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 3, huyện Chư Giút tổ chức lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Tuấn Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, bí thư đảng ủy quân sự huyện, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành của huyện cùng các xã thị trấn. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, trong đợt ra quân huấn luyện quân sự năm 2019, huyện Chư Giút sẽ coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến, tập trung huấn luyện thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến, hiệp đồng binh chủng và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, chủ động hiệp đồng, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng và gắn nhiệm vụ huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng. Tiến hành triển khai cho các cơ quan và đơn vị bắt tay vào công tác huấn luyện ngay từ ngày đầu, tức là ngày 1 tháng 3, là bắt đầu huấn luyện theo cái chương trình kế hoạch đề ra, đặc biệt chú trọng là huấn luyện quân sự, giáo dục kết hợp với giáo dục chính trị để nâng cao cái trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ và chiến sĩ, để từ đó có cái quyết tâm cao trong quá trình huấn luyện, thì phải nâng cao cái trình độ kỹ chiến thuật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019, ông Nguyễn Tuấn Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, bí thư đảng ủy quân sự huyện, đánh giá cao tinh thần tham gia công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Đồng thời, mong muốn lực lượng vũ trang của huyện cần tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện năm 2019. Đặc biệt, trong điều kiện các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nên lực lượng vũ trang trong huyện cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong tình hình mới, đấu tranh chống lại những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nâng cao trình độ, năng lực, làm công tác tham mưu, lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2019. Tâm đầu tư cho công tác huấn luyện, xây dựng thao trường, bãi tập, mô hình học cụ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu đặt ra ngày càng cao, để đáp ứng được yêu cầu đó, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ huấn luyện trên bộ đội, kết hợp chặt chẽ giữa rèn luyện và huấn luyện đầy đủ các nội dung, từ đó nâng cao chất lượng tổng hợp của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Chư Giút sẽ tổ chức diễn tập quân sự địa phương ở xã Trúc Sơn và xã Nam Dòng nhằm chủ động trong mọi tình huống đấu tranh với các thế lực thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, coi trọng công tác huấn luyện ở cơ sở theo hướng chính quy, tinh nhuệ, nhất là tập trung vào công tác huấn luyện ở các xã, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đảng ủy cũng như là ủy ban dân xã sẽ tập trung để đầu tư các cái cơ sở vật chất để bảo đảm cho cái lực lượng dân quân của xã tổ chức tốt cái nhiệm vụ diễn tập, trên cái cơ sở là phải bảo đảm tuyệt đối
an toàn về người và vũ khí trang bị, đồng thời là cũng phấn đấu để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ diễn tập năm 2019. Tại lễ ra quân huấn luyện, đại diện các khối thi đua cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện, khối thi đua các xã thị trấn và khối thi đua dân quân tự vệ, dự bị động viên đã ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Môi trường đầu tư thông thoáng cùng với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, tiềm năng phát triển của huyện Chư Giút và đặc biệt là sự năng động của chính quyền trong việc vận dụng chủ trương chính sách của nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương đã tạo sức hút đối với doanh nghiệp và sự cam kết đầu tư lâu dài. Theo đó, trong năm 2018, trên địa bàn huyện Chư Giút đã có 46 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã thành lập mới với số vốn đăng ký gần 500 tỷ đồng. Đặc biệt, có 3 dự án đã thẩm định được Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương và đã xây dựng trên địa bàn huyện là dự án điện năng lượng mặt trời Trúc Sơn với số vốn đầu tư đăng ký trên 1.700 tỷ đồng, dự án đào tạo lái xe cao nguyên tại thôn 1 xã Tâm Thắng, dự án nhà máy chế biến nông sản tại khu công nghiệp Tâm Thắng. Hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung ở các ngành nghề địa phương có lợi thế, chủ yếu là thu mua nông sản, sản xuất nông nghiệp, gia công các sản phẩm cơ khí, xây dựng dân dụng, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, sản xuất thức ăn chăn nuôi. Các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, từ đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung của huyện, tăng thu ngân sách và giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 4.000 lao động địa phương. Thời gian qua, huyện Chư Giút đã triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, trong đó có chương trình 1-3 năm đã góp phần thay đổi đời sống của người dân. Theo đó, với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hơn 3,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương 419 triệu đồng, đóng góp của nhân dân hơn 1,3 tỷ đồng, huyện Chư Giút đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Xây dựng đề án trồng mít Thái siêu sớm tại xã Đắc Rồng với 50 hộ tham gia. Chính sách hỗ trợ phát triển đa dạng hóa sinh kế với 201 hộ được hỗ trợ với số tiền 650 triệu đồng. Xây dựng 26 nhà ở cho các hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Nhờ những giải pháp trên, đời sống người dân đã có những cải thiện, đặc biệt là các hộ dân ở vùng tái định cư như xã Đắc Rồng, Đắc Quyên đã có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Chư Giút, trong năm 2019, huyện Chư Giút sẽ phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88% tổng dân số. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, huyện Chư Giút đã yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền những văn bản về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thống kê các hộ gia đình chưa tham gia chưa hết số người trong hộ, số người đã tham gia nhưng thẻ bảo hiểm y tế chưa hết hạn để có kế hoạch tổ chức vận động tiếp tục đăng ký tham gia. Xác định nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Được biết, riêng trong năm 2018, toàn huyện Chư Giút cấp trên 85.900 thẻ bảo hiểm y tế, đạt 85% dân số toàn huyện. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Chư Giút hiện có trên 5 hecta cây dược liệu, tập trung chủ yếu là cây đinh lăng, cây gấc và cây đương quỳ. Mặc dù đây không phải những loại cây trồng nằm trong kế hoạch phát triển nông nghiệp ở địa phương, nhưng việc phát triển cây dược liệu có phần làm phong phú cơ cấu cây trồng trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay những loại cây trồng này đến nay không được bao tiêu sản phẩm. Sau khi bán giống cho người dân, nhiều đơn vị cam kết bao tiêu sản phẩm đã bật vô âm tín. Tình trạng các loại cây dược liệu đinh lăng, gốc, đương quy đã và đang trong thời kỳ thu hoạch, nhưng các công ty ký liên kết bỏ rơi nông dân đã gây nên tâm lý hoang mang cho bà con. Điều đáng nói, việc doanh nghiệp nóng vội đưa một số cây dược liệu về trồng nhưng chưa đánh giá kỹ lưỡng điều kiện thời tiết, đất đai. Đặc biệt, các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa chủ động thị trường đầu ra. Để rồi đơn phương phá vỡ hợp đồng liên kết khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, bà con chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên cây dược liệu trên diện tích trồng liên kết phát triển kém, không đạt chất lượng yêu cầu, sản phẩm không được bao tiêu, nông dân bán ra thị trường bị ép giá, mua với giá rẻ.
Về lâu dài, ngành nông nghiệp huyện cần sớm định hướng lại sản xuất với các loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai của địa phương, đặc biệt là thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, nông dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác về những đơn vị trá hình liên kết để bán giống, có sự phối hợp với chính quyền địa phương theo chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình hợp tác sản xuất. Kết thúc vụ đông xuân năm 2018-2019, xã Chikini gieo cấy được trên 370 hectare lúa nước, diện tích chủ yếu ở các cánh đồng, thôn 1, thôn 2, thôn 3 và thôn 6. Mặc dù các hồ đập trên địa bàn xã Chikini lượng nước thấp hơn mọi năm, nhưng nhờ có sự chủ động né hạn trong phương pháp tích trữ nước, nên đến nay địa phương vẫn chưa để xảy ra hạn hán trên cây lúa. Tuy nhiên, theo chính quyền xã Chư Cần Nia, thì do phần đông người dân tự mua giống tại các cơ sở lúa giống không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, nên hiện nay một số ruộng xuất hiện sự xâm lấn của cỏ dại. Không chỉ cạnh tranh với cây lúa về điều kiện sinh trưởng như phân bón, nước, ánh sáng, cỏ dại còn là nơi cư trú, ký chủ trung gian của nhiều loại sâu bệnh, dịch hại. Chúng vừa làm giảm năng suất, vừa giảm chất lượng và giá trị của hạt lúa. Với những ưu điểm như thu hoạch sớm, thời vụ thu rải rác trong cả năm, công đầu tư thấp, đầu ra khá ổn định, cây chanh dây đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều bà con nông dân, ghi nhận tại xã Nam Dòng. Chị Nguyễn Thị Thịnh, xã Nam Dòng, một trong những nông dân mạnh dạn đưa cây chanh dây vào trồng theo hướng hàng hóa cho biết. Đất đai và khí hậu thổ nhưỡng ở xã Nam Dòng khá phù hợp để trồng cây chanh dây, thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cộng với giá các loại cây công nghiệp liên tục xuống thấp, nên chị đã quyết định chuyển toàn bộ 5 sào đất của gia đình sang trồng chanh dây. Sau 6 tháng tích cực chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn chanh dây đã cho thu hoạch vụ đầu tiên, với sản lượng hơn 50kg trên một ngày. Với giá bán tại vườn từ 8 đến 10.000 đồng trên 1kg, gia đình chị thu nhập hơn 10 triệu đồng trên một tháng sau khi trừ chi phí đầu tư. Trồng chanh dây này thì nó cũng năng suất hơn các loại cây khác, nhưng mà nó thì nó vất vả hơn. Thu nhập thì nó cao hơn nhưng nó vất vả hơn, thì mình cứ hay phải cắt cành, tỉa cành ấy. Nó làm nó khó làm hơn những loại cây khác. So với loại cây tiêu thì nó không năng suất bằng cây tiêu, nhưng mà so với cà phê với lại cây khác thì hơn. Cây chanh dây là loại cây khá dễ trồng, vốn đầu tư làm giàn ít và sử dụng được lâu dài. Thời gian thu hoạch quả từ 2 đến 3 năm tùy điều kiện chăm sóc. Yêu cầu người trồng phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện những cây chết và trồng bổ sung kịp thời. Đồng thời, thường xuyên làm sạch cỏ dại dưới giàn chanh dây và tưới nước cho cây, nhất là trong giai đoạn ra hoa và nuôi quả, nên thiếu nước sẽ làm ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đánh giá của bà con nông dân, cây chanh dây cho năng suất khá cao. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các sản phẩm của bà con nông dân chủ yếu là nhập cho thương lái với giá cả lên xuống theo thị trường, nên nhiều bà con nông dân cũng tỏ ra khá lo lắng. Thực ra là thương lái họ cứ đến đầu bờ thì được giá thì mình cân, không được giá thì mình lại bán cho người khác, nhưng nó cũng trôi nổi lắm, nó không chưa được cái ổn định, kiểu như là đại lý ở xa ấy, chứ không được ở gần. Nếu ở gần thì nó còn một thứ, mỗi người buôn một giá, mua một giá, nó khó. Nhưng chúng tôi đúng ra là làm cái cây này ra thì nó cây hương hoa, thì cứ lái buôn mua bao nhiêu chúng tôi bán bao nhiêu, chứ làm sao mình có quyền mà định giá, đúng không? Nên nhiều khi nó cũng bảo thôi thì làm cây lên rồi thì cứ người ta không thu mua cho là tốt rồi. Người ta bỏ cũng khó, đúng không? Bỏ thì mình cũng phải chịu. Nhằm phát triển bền vững cây chanh dây trên địa bàn huyện Chư Sút, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã có những khảo nghiệm đối với cây chanh dây để khuyến cáo bà con nông dân trong sản xuất. Với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện sẽ khuyến khích bà con nông dân chuyển đổi diện tích một số loại cây trồng kém hiệu quả trên địa bàn sang trồng chanh dây theo hướng hàng hóa. Đồng thời, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện thu mua sản phẩm chanh dây của bà con nông dân theo chuỗi, khuyến cáo bà con nông dân không phát triển ồ ạt diện tích
khi giá tăng nhằm tránh tình trạng dư thừa sản phẩm. Trên dây thì hiện nay sau cái trong hội chợ Đắk Nông mùa bơ 9 tháng 7 giờ rồi thì các công ty Tivitan nó sẽ thu mua cái chân dây này, nhưng mà nó chúng ta phải có cái hợp đồng chặt chẽ. Tại chúng ta mà trồng một cách độc lập thì sau này nó sẽ dội hàng và nó dẫn tới là cung vượt cầu. Do đó mà về mặt nông nghiệp thì cũng không nên khuyến cáo bà con trồng cái đồ ạt khi chúng ta chưa có hợp đồng bao tiêu. Có thể thấy cây chanh dây đang là một trong những cây trồng đem lại hiệu quả thiết thực, vừa tạo thu nhập cho người dân, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, bà con nông dân cũng cần phát triển cây chanh dây theo sự khuyến cáo của ngành chức năng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao của các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn huyện Chư Giút phát triển sôi nổi. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, tập hợp đông đảo người cao tuổi tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở địa phương, sống vui, sống khỏe. Chứng kiến buổi văn nghệ mừng thọ cho các cụ cao tuổi do chính các nghệ sĩ cao tuổi ở xã Tâm Thắng biểu diễn, mới thấy được phong trào văn nghệ đang thật sự phát triển sôi nổi. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đã và đang góp phần làm phong phú thêm đời sống văn nghệ của người cao tuổi nơi đây. Đặc biệt, văn nghệ đã giúp các cụ chia sẻ cùng nhau niềm đam mê ca hát, đồng thời khẳng định tuổi già luôn sống vui, sống khỏe và sống có ích. Tâm Thắng là địa phương có phong trào văn hóa, văn nghệ, tập luyện dưỡng sinh phát triển đồng đều và có nhiều mặt tích cực. Câu ca của các cụ có nói này này, tuổi già thì vươn xa tán mà rễ chắc thân bền bám thật sâu. Tất nhiên là anh em chúng tôi thì có một số các cụ đấy tuổi thì cao rồi, thế nhưng mà cũng cái niềm ham mê này, cái đam mê của cái văn nghệ đó là cái mấu chốt của chúng tôi để rồi là muốn cho cái cuộc sống này nó bình dị ra, để rồi nó các cụ càng vui được bao nhiêu thì nó càng thêm bình dị với cái cuộc sống đời thường của hàng ngày, mà nó sẽ tất cả những cái gì đó công việc nó cũng sẽ trôi chảy. Các cháu tất nhiên là trong cái chuyện từng gia đình một cũng sẽ có một cái mà rất vui vẻ. Dẫn chúng tôi đến thăm câu lạc bộ văn nghệ hát dân ca ở xã Nam Dòng, một trong những câu lạc bộ văn nghệ được ra đời sớm và hoạt động hiệu quả của huyện Chư Giút. Được thành lập từ năm 2010 với gần 20 thành viên là người cao tuổi tham gia, tuổi đời từ 55 tuổi trở lên. Hiện nay, các câu lạc bộ luôn là đơn vị nòng cốt trong các phong trào văn hóa văn nghệ của xã Nam Dòng. Không chỉ là nơi lưu giữ những làn điệu dân ca, các thành viên trong câu lạc bộ đã chuyển thể thành công nhiều bài thơ của chính các thành viên sáng tác theo các làn điệu quan họ, vừa dễ nhớ, vừa đi vào lòng người. Từ đó truyền dạy cho con, cháu hiểu về đạo lý, truyền thống của người Việt Nam, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc. Theo Hội Người Cao Tuổi huyện Chư Giút, toàn huyện hiện có 24 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với gần 800 thành viên tham gia. Để các hội viên được sống vui, sống khỏe thì hàng năm, hội thường xuyên tổ chức những cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ cấp cụm vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, lễ, Tết. Việc phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các địa phương đã đem lại những lợi ích thiết thực, góp phần giúp người cao tuổi trong huyện có tinh thần vui vẻ, thoải mái, sống lạc quan, yêu đời, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con, cháu, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp. Người cao tuổi cũng là thực hiện cũng là tham gia rất là nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thể dục thể giáo dục. Thì hiện nay là trên địa bàn người Chư Giút theo thống kê ở cơ sở báo cáo lên thì nó có là 24 cái câu lạc bộ. Qua quá trình theo dõi của huyện hội thì các câu lạc bộ này là thường xuyên hoạt động và cũng có cái điều lệ quy định rõ ràng và cũng có cái tham gia các hội viên là xây dựng câu lạc bộ này cũng rất là tốt, và cái quá trình hoạt động của câu lạc bộ này cũng rất hiệu quả và người dân cũng rất là
Đặc biệt là người cao tuổi là cũng rất là mong muốn cho các cái tổ chức chính quyền địa phương, đảng ủy và ủy ban dân xã, các cái xã là làm sao đó tạo điều kiện để cho các người cao tuổi là thực hiện tốt cái mô hình các câu lạc bộ này. Nhận thức vai trò quan trọng của việc rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người cao tuổi, các cấp hội người cao tuổi huyện Chư Rút đang tiếp tục khuyến khích hội viên tùy theo điều kiện sức khỏe, kinh tế, lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp. Đồng thời, trong thời gian tới, hội sẽ chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cũng như sức khỏe hội viên. Cho người cao tuổi mà có cái cuộc sống mà tinh thần sống vui, sống khỏe, sống ích thì xây dựng các câu lạc bộ là cái yếu tố quan trọng nhất. Và với điều kiện là cái người cao tuổi phải có cái tinh thần trách nhiệm và cũng có cái hăng hái phấn khởi để tham gia. Thì hiện nay là trên địa bàn huyện thì đa số các cụ là rất mong muốn mỗi xã đều có một câu lạc bộ như thế để người ta hoạt động. Nhưng mà với điều kiện là cái cơ sở chất ban đầu thì cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ và cũng có cái hướng chỉ đạo cụ thể để cho câu lạc bộ phát triển tốt hơn. Có thể nói, bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của các cấp người cao tuổi trong huyện đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đưa phong trào văn nghệ, thể thao của huyện ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền huyện Chư Rút. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website daitruyenthanhchurut.com.gov.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.